Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 11. Với câu số 11, chúng ta sẽ có như sau. Bạn phải nhớ đến cho câu hai cấu trúc như sau. Đó là diễn đạt ai đó cũng có. Nhớ. Chợ diễn đạt ai đó cũng có. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Là chúng ta dùng so cộng với trợ từ. Và cộng với chủ ngữ. Nó sẽ bằng công thức đó là chủ ngữ cộng với trợ từ cộng với chu. Nhớ, trợ từ của chúng ta là trợ động từ do đã đứt này. Hoặc là to be này, hoặc động từ have và hoặc have. Chợ, đấy. Hoặc động từ quyết thiếu nữa. Phải nhớ cho cô là để diễn đạt ai đó cũng có, người ta có cách hai cách diễn đạt là bằng so hoặc bằng chu. Thế còn để diễn đạt ai đó cũng không. Chợ để diễn đạt là ai đó cũng không. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau, là chúng ta dùng cấu trúc của neither. Rồi chúng ta sẽ có là neither cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ. Nó sẽ bằng công thức đó là chủ ngữ cộng với trợ từ cộng với either. Thì bạn nhớ cho cô là cái trợ từ này của chúng ta phải ở phủ định nhé. Và phải viết tắt nữa. Vậy thì với câu số 11 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau là từ want. Chưa, câu dịch là gì ạ? Chị gái của tôi sẽ không đến bữa tiệc tối nay và tôi cũng vậy. Tức là cũng có hay cũng không ạ? Là cũng không. Vậy cô sẽ áp dụng theo công thức là ai đó cũng không. Thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta để dùng trong một trong hai cấu trúc. Đó là cấu trúc neither hoặc là either. Thì với câu này của chúng ta như sau. Nếu chúng ta dùng neither thì nó phải đứng ở đằng đầu. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 11 của chúng ta là ý C. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Với câu số 12 chúng ta sẽ có cấu trúc either or, nghĩa là hoặc là. Đó ạ. Tiếp này cô sẽ có từ neither đó, nghĩa là không. Chấm 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 không. Thế cô sẽ có từ both and, nghĩa là cả hai. Và cô, chúng ta sẽ có ý đề cô không có công thức này. Vậy cô sẽ còn ABC đâu. Cô dịch như sau. Khi mà anh ta đến, đúng không ạ, cái chỗ quầy thu ngân để thanh toán, anh ta mới phát hiện ra rằng anh ta chẳng mang theo tiền mặt, cũng chẳng mang theo thẻ tín dụng. Vậy thao theo nghĩa là không không thì cô sẽ chọn được 12 của cô là ý B. Sau câu 12 chuyển đến cô sang câu số 13. 13 cô sẽ có ý A với từ as if, nghĩa là như thể. Chợ như thể là cái này chúng ta học trong cả chuyên đề về thức giả định rồi đúng không ạ? Ý B là cô với từ what if, điều nhớ, điều gì nếu. Ý C là cô với từ even if, thậm chí nếu như kể cả dù. Chợ kể cả dù. Vậy D là cô với từ only if, nghĩa là gì? Giá mà. Đúng không? Sorry, cô sẽ có từ only if chúng ta. Nhớ, từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có từ only if, chúng ta chỉ nếu như. Đó vậy. Vậy thì với câu số 13 cô sẽ có câu này như sau. Câu dịch là thậm chí cả chúng ta hiểu lý do của anh ta, chúng ta vẫn không thể chấp nhận được cái hành vi của anh ta. Thì 13 cô chọn được đáp án là ý C. Sau câu số 13 chuyển cho cô sang câu số 14. Trở với câu số 14 chúng ta sẽ có câu này như sau. Cô có ya với từ because, từ đấy của chúng ta nghĩa là bởi vì. Trở ý B cô với từ even though, từ đấy nghĩa là mặc dù. Trở ý C cô với từ because cũng là bởi vì. Nhưng nhớ cho cô là sau cái anh because cộng với một mệnh đề. Thì sau cái anh because của chúng ta cộng với một cụm danh từ hoặc verb in. Chờ cô sẽ có sau even though của chúng ta cộng với một mệnh đề. Thì sau inspired của chúng ta sẽ cộng với một cụm danh từ hoặc verb in. Vậy cô sẽ có câu này như sau. Mặc dù cái vốn tiếng Anh của anh ta rất là kém, anh ta vẫn cố gắng để hiểu được vấn đề đó. Vậy mang nghĩa là mặc dù cô lại có his poor English của chúng ta là một cụm danh từ. Vậy thì với câu số 14 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý D. Sau câu số 14 chuyển cho cô sang câu số 15 của chúng ta. Với câu số 15 chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc neither cộng với chủ ngữ 1 cộng với no cộng với chủ ngữ 2. Verb của chúng ta chia theo chủ ngữ 2. Vậy thì chúng ta sẽ có cái này chúng ta học trong cái chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ rồi đúng không ạ? Nếu chia theo chủ ngữ 2 thì cô sẽ có là chia theo natural của chúng ta là số ít. Thì cô sẽ suy ra ý A của cô không đúng, ý B không đúng, ý C cũng không đúng. Thì câu 15 cô chọn được ý D. Sau câu số 15 chuyển cho cô sang câu 16. Ý A của cô với từ no, từ đấy bằng because, nghĩa là bởi vì. Ý B ở câu với từ although, nghĩa là mặc dù. Ý C ở câu với từ when, nghĩa là trái lại, trái với. Chợ. Và ý D ở câu với từ as long, nghĩa là với điều kiện là. Vậy thì với câu số 16 cô sẽ dịch câu này như sau. Giá cả rất là cao, chúng tôi không đủ sức để mua một chiếc xe ô tô mới. Vậy câu đấy dịch là bởi vì giá cả cao. Đúng không? Nên là cô sẽ chọn được câu 16 của cô là ý A. Sau câu 16 chuyển cho cô sang câu số 17. Câu 7 cô sẽ có ya của cô với từ since. Từ đấy của chúng ta có nghĩa là vì hoặc là từ khi. Chợ ý B của cô với từ as nghĩa là như thể là. Dạ, như thể là nhá. Ý C của cô từ đấy nghĩa là trừ khi. Và ý D của cô với từ so là để mà.
Vậy cô sẽ dịch câu này như sau: anh ta khẩn trương để mà anh ta sẽ không bị muộn học. Thì câu số 17 cô chọn được ý D. Sau 17 chuyển cho cô sang câu 18. Ý A cô với từ even nghĩa là thậm chí. Chờ, ý A là thậm chí này. Ý B của cô từ này bằng từ however nghĩa là tuy nhiên. In the event bằng inquiry, phòng khi, trong trường hợp là. Chờ, provided that, với điều kiện là. Với điều kiện là nhá. Vậy thì với câu số 18 cô sẽ dịch câu này của chúng ta như sau: tôi rất là đáng tiếc, đúng không ạ, vì bạn đã không quyết định đi với chúng tôi đến cái trong cái chuyến đi trên sông đấy. Nhưng mà trong trường hợp mà bạn thay đổi ý định thì là vẫn còn đủ chỗ cho bạn đấy. Vậy thì với câu số 18 cô cần một từ nghĩa là trong trường hợp là, thì cô chọn được 18 là ý C. Sau câu 18 chuyển cho cô sang câu 19. Câu 19 nha, cô có từ as well nghĩa là cũng như là. Chờ, ý bài của cô với từ as far, với từ as far của chúng ta nghĩa là gì? Chờ, từ này của chúng ta nghĩa là xa như. Ý D của cô với từ as nghĩa là ngay khi. Chờ, và ý D của cô với từ provided, với từ provided nghĩa là với điều kiện là. Vậy cô sẽ dịch câu này như sau là: với điều kiện mà bạn đọc những cái chỉ dẫn này một cách cẩn thận thì bạn sẽ hiểu được phải làm gì. Vậy cô sẽ chọn được 19 của chúng ta là ý D. Sau 19 chuyển cho cô sang câu số 20. My father, bố tôi già rồi và hay quên lắm, đúng không ạ? Nhưng mà đằng sau lại ông ấy là một người rất là giàu kinh nghiệm và rất là hay giúp đỡ người khác. Vậy thì cô sẽ phải mang nghĩa là tuy nhiên hoặc mặc dù. Ý B của cô với từ regardless, từ này phải thêm up vào, nó có nghĩa là bất kể, nên ý B không phải. Chứ ý D của cô với từ consequently nghĩa là do đó, do vậy. Vậy ý D của cô không phải rồi. Ý C của cô với từ less, từ đấy nghĩa là vì e rằng, vì sợ rằng. Vậy thì ý C cũng không phải rồi. Thì cô sẽ chọn được 20 của chúng ta là ý A. Ý A của cô 20 cô có cụm từ là be that as it may, nghĩa là mặc dù như thế. Sau 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21 chúng ta sẽ có câu này như sau. Chờ, câu số 21 thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ that. Nếu căn cứ bằng that thì cô sẽ không dùng to hay là in, cô sẽ chỉ dùng so hoặc là such mà thôi. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ problem của chúng ta là danh từ. Trong đó anh so của cô thì anh phải đi với tính từ cơ. Thì cô sẽ chọn được câu số 21 của chúng ta là ý B. Yeah. Chúng tôi có những cái vấn đề với cái máy tính đến mức mà chúng tôi phải gửi nó quay trở lại cửa hàng. Sau câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Chờ, với câu số 22 chúng ta sẽ có câu này như sau. Câu số 22 cô sẽ có câu đấy là ý A của chúng ta với từ but for. But for của chúng ta nghĩa là gì? Nếu như không có, nếu như không vì. Chờ, nếu như không có, nếu như không vì. Ý B của chúng ta thì sao ạ? Ý B của chúng ta từ đấy có nghĩa là gì ạ? Chờ, ý B của cô từ đấy có từ let alone của chúng ta nghĩa là gì? Chờ, từ đấy nghĩa là chứ đừng nói đến, huống chi là. Chờ, huống chi là nhá. Ý C của chúng ta với từ on but nghĩa là gần như, sweet, hầu như. Chờ, anh này chúng ta nghĩa là gần như, hầu như. Và ý D của chúng ta với từ rather nghĩa là thà, hơn là. Chờ, hơn là. Vậy cô dịch là em bé không thể ngồi, đúng không ạ? Anh em bé thậm chí không thể, em bé không thể ngồi được chứ huống chi là đứng và đi. Vậy thì cô chọn được 22 là ý B. Sau 22 chuyển được cô sang câu số 23. Câu 23 của chúng ta gắn với giới tự of thì cô sẽ có một cấu trúc thôi, là cấu trúc regardless nghĩa là bất kể. Thì câu số 23 cô chọn được ý A. Câu dịch là tất cả các ứng cử viên cho cái vị trí học bổng này đều được đối xử bằng nhau bất kể là độ tuổi, bất kể là giới tính, độ tuổi và về gì ạ? Về quốc tịch. Sau câu số 23 chuyển cho cô sang câu số 24. 24 cô sẽ có ý A của cô nghĩa là trừ khi. Ý B của cô với từ less là vì, e rằng, vì sợ rằng. Ý C là vì vậy, và ý D của cô là hoặc là. Vậy dịch à? Đừng có đến muộn buổi phỏng vấn hoặc là người ta sẽ nghĩ rằng bạn là người vô tổ chức. Vậy cô sẽ chọn được câu số 24 của cô là ý D. Chờ, xong câu số 24 chúng ta sẽ có là câu 24 dịch à? Đừng có đến muộn buổi phỏng vấn. Nhờ. Hoặc là người ta sẽ nghĩ rằng bạn là người vô tổ chức. Vậy thì với câu số 24 chúng ta sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý D nhá. Xong câu số 24 chuyển cô sang câu số 25. Chờ, câu số 25 dịch là bạn lên tập thể dục đều đặn thay vì cứ ngồi trước màn hình máy tính như vậy. Ý A của cô với từ inspired nghĩa là mặc dù. Vậy thì xét về nghĩa ý A không hợp lý rồi, đúng không ạ? Ý B của cô với từ instead of nghĩa là thay vì, vậy cô chọn ý B. Ý C của cô với từ without, sau without cô cộng vô vinh nghĩa là mà không. Vậy đề của chúng ta với từ even là thậm chí. Câu số 26 chúng ta sẽ có là những cái người chơi thể thao với cấp độ cao thì thường phải duy trì cái mức độ tập luyện đều đặn, nhá. Hoặc không là sẽ bị làm sao? Có nguy cơ bị thương hoặc gây ra những cái tổn thương vĩnh viễn.
Vậy thì cô sẽ có ý B của cô với từ beside, nghĩa là ngoài ra. Đây là ý B không phải rồi. Ý C của cô với nghĩa là trừ khi không phải. Ý D với từ on account nghĩa là bởi vì. Cho ý D không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được 26 của cô là ý A. Or else hoặc là. Xong 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Câu số 27 cô sẽ có là sau although của chúng ta phải cộng chủ ngữ verb. Thì ý D sai chắc rồi đã. Vì đây nó bắt đầu bằng irritated của chúng ta. Yeah. Thế này cô sẽ có câu này của chúng ta như sau này. So as much, nhiều như là, ở đây không hợp lý. Thế còn dịch là mặc dù họ đang rất là cáu, đúng không ạ? Bạn không lên, dù bà có cáu như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng không lên mất bình tĩnh với trẻ nhỏ. Nhờ vậy thì với câu số 27, chúng ta sẽ có câu này dịch là đúng không ạ? Dù chúng có khó chịu thế nào chăng nữa thì bạn cũng không lên mất bình tĩnh với trẻ nhỏ. Thế câu này mang nghĩa là mặc dù. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. So however, cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng với chủ ngữ verb. Nó sẽ bằng cấu trúc sau, bằng cấu trúc của anh no matter. So no matter how cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng chủ ngữ verb. Vậy theo cái công thức như này thì cô sẽ chọn được 27 của cô phải là ý C. Xong 27 chuyển cho cô sang câu số 28 có that. Mà cô bảo rằng nếu có that thì bỏ ngay cái đáp án true đi. Đúng không ạ? Cô bỏ được ý A. Thế này cô sẽ có như sau. Xem lại cho cô cái phần công thức sau của so that và such that. Đúng không ạ? Trước khi mà cô giải thích cho bạn cái đống bùng nhùng đấy đi, bạn phải học cho cô cái sau phần sau. Cho cô sẽ có công thức đó là chủ ngữ cộng động từ cộng với so cộng với many hoặc much cộng danh từ cộng that. Nó sẽ bằng chủ ngữ cộng động từ cộng such cộng với a lot of cộng danh từ cộng that. Vậy thì với câu này của chúng ta, cô sẽ phải chọn được đáp án của chúng ta sẽ là ý gì. Bạn xem cho cô này. Thứ nhất là của cô là such thì phải đi với a lot of, chứ còn such thì không đi với many. Ý B sai, đúng không? Vậy cô sẽ có là chúng ta có thể dùng so fewer được. Thì cô dịch như sau này. Có nhiều hay có ít vấn đề về môi trường đến mức mà không chỉ chính phủ mà mọi cá nhân cũng phải chung tay vào để giải quyết. Thì 28 cô chọn được ý B. Nhiều chứ không phải ít. Xong 28 chuyển cho cô sang câu số 29. All là hoặc là because, bởi vì, although, mặc dù, however, tuy nhiên. Vậy dịch là cái xe ô tô cũ đó, đúng không ạ? Mà Patrick mua đó gần như mới, mặc dù nó được sản xuất những năm 1990. Vậy mang nghĩa là mặc dù cô chọn được 29 ý C. Câu số 30 ý A với cô từ với từ in case là phòng khi. Supposing, giả sử là provided that, với điều kiện là on the ground, bởi vì. Nhờ vậy thì với câu số 30, chúng ta sẽ có như sau. Ngài Bộ trưởng có ủng hộ cái dự án nhà ở đấy không? Thực sự là không. Ông ấy từ chối với lý do rằng chi phí rất là cao. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 30 là ý D với cụm từ on the ground that. Chờ, với lý do là, thì bạn nhớ cho cô như sau này. Trong cái phần câu chữ này nó sẽ có một số cái cấu trúc mở rộng ra. Thì những cái cấu trúc mở rộng ra này các bạn chép thêm cho cô nhé. Ok, các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang phần video tiếp theo với bài tập số 2 nhé.